Bản tin sau đây cho hay Howard Dean là cựu thống đốc tiểu bang Vermont lên án những nhận xét của Tổng thống Trump về thụ sĩ Hoa Kỳ. Cựu thống đốc tiểu bang Vermont Howard Dean đã lên án những bình luận vào hôm thứ Sáu của Tổng thống Trump về những thụ sĩ Hoa Kỳ. Ông Dean viết trên Twitter rằng anh của ông bị bắt ở Lào vào tháng 9 năm 1974 và bị lực lượng Cộng sản Bắc Việt hành quyết vào ngày 14 tháng 12 năm 1974. Dòng tweet của ông Dean được đăng sau khi xuất hiện những phản ứng dữ dội từ những nguồn ẩn danh trên tờ The Atlantic, tố cáo rằng Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều bình luận xúc phạm liên quan đến những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh hoặc từng bị bắt giữ. Các bình luận của Tổng thống Trump bao gồm việc gọi những chiến sĩ hy sinh trong đệ nhất thế chiến là kẻ thua cuộc và kẻ ngu ngốc tại một nghĩa trang ở Pháp vào năm 2018. Nhiều bình luận của Tổng thống Trump đã được các nhà báo xác nhận độc lập với hãng thông tấn AP. Tổng thống Trump đã phủ nhận các cáo buộc trong một loạt các dòng tweet của ông đăng vào tối hôm thứ Năm, gọi chúng là tin giả. Tổng thống cho rằng đây là tin tức giả mạo được tạo ra bởi sự thất bại, đáng kinh tởm và ghen tị trong một nỗ lực đáng hổ thẹn nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2020.